nhà ngoại cảm người Anh này tên là Nicolas Sajula. Anh từng dự đoán chính xác sự bùng phát của dịch virus viêm phổi Vũ Hán 2 năm trước. Gần đây, anh lại đưa ra tiên đoán rằng năm 2021 có thể phát sinh nhiều đại sự. Theo tờ Daily Mirror của Anh, Nicolas Sajula, 35 tuổi, thường xuyên đoán trước sự việc xảy ra trong tương lai. Năm 2018, anh cho biết, sắp tới sẽ có một loại dịch bệnh giống như cảm cúm càn quét khắp thế giới. Sau đó, vào cuối năm 2019, quả nhiên đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán lan rộng và gây họa khắp toàn cầu. Đối với năm 2021, Nicolas Sajula lại đưa ra những dự đoán dựa trên những gì anh nhìn thấy. Anh nói rằng, những gì anh nhìn thấy, có một số thì rất rõ nét, một số hình ảnh khá trừu tượng và cần được diễn giải, giống như thông điệp ẩn trong những giấc mơ. Nicolas Sajula nói rằng, năm nay anh thường được mọi người hỏi về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Anh cho biết, qua năm mới, làn sóng bệnh sẽ ổn định, tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống đến mức có thể kiểm soát được vào mùa xuân. Nicolas Sajula nói rằng, sự khủng hoảng và sử dụng các biện pháp hạn chế lây lan vẫn còn tiếp diễn đến năm 2022. Aljula cho biết một nhóm người sẽ rời đến nơi có điều kiện sống tốt hơn, giống như sự di cư tập thể. Con số này không phải chỉ vài trăm người mà là hàng nghìn người. Nicolas Aljula cũng tiết lộ rằng anh đã nhìn thấy một số cảnh tượng đáng sợ. Trong đó, một người đàn ông giữ chức vụ lãnh đạo trên thế giới bị ám sát. Anh không biết người này là ai, nhưng sự việc này sẽ tác động rất lớn đến toàn thế giới và hy vọng cảnh tượng này không trở thành sự thật. Anh nói rằng bản thân đã nhìn thấy vụ bê bối tình dục tại một hội nghị thượng đỉnh thế giới và sự trỗi dậy của đảng chính trị cánh hữu, nhất là ở Nam Âu, Trung Đông và Châu Phi. Ngoài ra, một ngọn núi lửa phun trào trên diện rộng làm thay đổi đáng kể tình hình thời tiết. Anh nói, từ cúm lợn Pig Flu hiện ra trước mắt cùng với cảnh tượng khủng hoảng của toàn xã hội. Anh cho rằng đây là một loại virus khác so với dịch viêm phổi Vũ Hán. Phản ứng và biểu hiện của mọi người trên thế giới tỏ ra rất lo lắng. Về phương diện người nổi tiếng, anh nhìn thấy một điều gì đó sẽ xảy ra với một số thành viên của Hoàng gia Anh. Trong đó cũng có hình ảnh ngôi sao Hollywood Tom Cruise. Anh ấy nói, Tom Cruise và trái tim không ngừng hiện ra trong đầu tôi. Nhìn từ nghĩa đen thì có lẽ tim của người này đang gặp vấn đề. Có lẽ cũng là phép ẩn dụ. Rất có thể anh sẽ trải qua sự chia tay với sự nghiệp. Nicolas Sajula nói rằng, bản thân từng là nữ hoàng Ai Cập trong tiền kiếp. Anh có thể dùng thuật thôi miên để giúp con người trở về tiền kiếp. Anh nói rằng, bản thân mình biết có năng lực siêu nhiên từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, anh cũng không có trải nghiệm đáng nhớ cho đến năm 17 tuổi. Gần đây, Nicolas Sajula có trải nghiệm linh hồn lìa khỏi thân xác. Anh biết bản thân có quá nhiều kiếp trước, bao gồm từng là nữ hoàng Ai Cập cổ đại, giáo viên trong cuộc cách mạng Pháp, cũng từng là sư tử và nai. Hơn nữa, anh cũng thấy bản thân từng sống ở các tinh hệ khác nhau. Cũng từ thời điểm đó, Nicolas Sajula thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, trong đó một số là xuất hiện trong mơ, một số xuất hiện bất chợt khi anh đang đi lại bên ngoài. Nicolas Sajula tin rằng đây là trời ban cho anh một chút năng lực để dự đoán một số sự kiện lớn xảy ra ở hiện tại. Mặc dù có thể đưa ra các lời tiên đoán, nhưng Nicolas Sajula cũng nhấn mạnh rằng bản thân không có gì đặc biệt. Anh tin rằng mọi người trên thế giới đều có năng lực này. Chỉ có điều vì quá hoài nghi nên con người đã không tin vào những năng lực ấy. Anh nói, chúng ta đang sống trong một thế giới logic, vì vậy không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy những thông điệp này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có giác quan thứ 6. Các bạn đang xem video trên kênh Sinh Lê. Nếu muốn, các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để được thông báo từ những video mới nhất. Xin cảm ơn.